Hello. Hồng An chào cả nhà. Và đầu tuần thứ hai, Hồng An xin chúc bà con cô bác luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Và hôm nay Hồng An xin chia sẻ anh em một con siêu phẩm xe cọp Supreme 110 đăng ký 2016 nha anh em. Con xe này chạy 4.000 mấy trăm cây. Xe là như mới, là giống như trong hãng dắt ra nha anh em ha. Xe này màu đen, phiên bản màu đen rất là đẹp. Xe này hình như là còn nguyên bản nha anh em ha. Cặp chìa, cặp kiến, cặp vỏ, đủ đồ trên xe còn nguyên hết nha anh em. Xe đẹp, xe này biển số thành phố. Số cũng từ đó là số đẹp anh em, số gánh anh em ơi. Một 5951 nha. Anh em ở Sài Gòn thì sở hữu được cái biển số này rất là ok ha. Chứ mà anh em rút về tỉnh thì nó rất là tiếc nha anh em. À. Xe này không ăn bán, giá là không bán biển số xe. À. Tùy duyên anh em nào được sở hữu biển số Sài Gòn thì mình sở hữu con xe này. À. Vì bán cái giá là không tính biển số xe nha anh em. Xe này thật sự là mình tua chừng vài trăm cây vẫn được anh em. Mà hiện tại đồng hồ của nó là đúng 4.000 100 cây. Cặp chìa như mới luôn anh em ơi. Xe như trong hãng dắt ra nha anh em ha. Cặp kính, cặp gương theo xe hết. Là xe là như mới rồi anh em ha. Nát vỏ này 2016 anh em. Tình thứ 17 2016 nha. Trước sau như một. Anh em nhìn cái vỏ nè anh em. Xe dài ngàn cây cái vỏ nó còn râu ria hết trơn anh em thấy không? Những chiếc xe dài ngàn cây cái vỏ nó rất là đẹp, còn râu ria hết trơn à. Như mới luôn. Châm móc thì khỏi nói rồi ha, xe như mới. Dài ngàn cây à. 2016 anh em thấy không? Trùng mã trùng đất anh em ha, không ăn nổ máy nha anh em. Để mình biết cảm nhận cục máy dài ngàn cây của những cái dòng Supreme 110 nó cũng máy rất là êm nha anh em ha. Lâu là chạy chỉ liền anh em ha. Tuy rằng không có sử dụng nhưng mà nó vẫn chạy chỉ nha. Thùng xăng để lâu là chạy chỉ hết. Tắt tiền. Nó vẫn có những cái dấu nhẹ nhẹ anh em ha. À, bát là ra hết nhưng mà nó vẫn chạy chỉ. Như mới anh em ha. Máy đang nổ nha anh em. Đó. Nói chung thì máy nổ thì mình quay từ xa thì chắc chắn là không nghe tiếng rồi ha. Nhưng mà để gần thì chắc chắn là phải có những cái tiếng động nhỏ nha anh em. Không thể nào mà không có tiếng nha. Đó. Không ăn để gần là anh em nghe anh em. Kể cả dòng xe mới luôn ha, để gần vẫn có tiếng nha. Vì là những cái động cơ hoạt động mình, khi mình để cái máy quay nó gần á, chắc chắn nó sẽ có những cái tiếng xào. Thì khi anh em không biết, họ cứ bình luận là những chiếc xe mà không mang quay là nó xào, không phải nha. Nhưng mà để từ xa thì không nghe tiếng đâu. Còn để gần sát bên thì chắc chắn nó có những cái tiếng động cơ trong cái máy nó sẽ xào anh em. Còn muốn êm nữa thì anh em tắt chìa khóa đi ha, rồi nó sẽ êm, không có một tiếng động lạ luôn. Vì mình đã quay như vậy thì chắc chắn những cái dòng xe nào mà để xa bằng cách này làm sao nghe được tiếng anh em. Mình để gần thì nó sẽ có tiếng vang nghe máy. Phải có tiếng nha anh em ha.
và những cái tiếng động cơ nó kêu, nó rào, nó ré, nó xè, nó lỏng thì đi. Quay từ xa là mình đã nghe những cái tiếng động cơ nó đã bị nhão rồi. Đứng từ xa là mình đã nghe. Và để sát bên cái máy thì chắc chắn là nó phải có những cái tiếng động trong cái máy rồi nha anh em. Rồi này, như mới luôn anh em ha. Cho nên rất nhiều anh em họ cố tình hay là vô tình mình không còn biết, thì khi mình quay để cái cục máy, cái máy quay nó gần với xe quá anh em, họ cứ bình luận là máy nó xào đó, thì cái đó mình không biết, họ cố tình hay là cố ý mình không biết nha anh em ha. Thực sự mà quay kiểu đó thì chẳng xe nào mà chẳng có tiếng anh em, kể cả dòng xe mới 4.000 cây thôi nó vẫn có tiếng đó. Thì anh em phải có cái kiến thức rồi mình nghe kỹ rồi mình mới bình luận trên cái kênh. Nhiều khi anh em họ không biết á, họ nghe anh em bình luận thì anh em họ tưởng chiếc cục máy nó xào, không phải nha anh em ha. Thì mình quay cái camera nó để gần cục máy là phải có tiếng anh em. Quan trọng là để từ xa như vậy nè, đó, để từ xa mà nghe những cái động cơ mà nó rỉu rạo, nó có những cái phát ra những cái tiếng lạ đó là cục máy nó đã kém chất lượng, nó mới có những cái tiếng lạ từ xa. Chưa quay mà để từ xa là đã nghe tiếng rồi nha anh em ha. Sau này anh em mình đỡ bớt bình luận không có hay nha. Còn bình luận mà cố tình mà bình luận những cái đó là họ sẽ xóa anh em nha, xóa khỏi kênh nha anh em. Mới luôn anh em ha. Đang đứng nè. Nghiền xe như mới rồi anh em ơi. Nhìn thấy coi chưa anh em, cổ bồ nè. 1.000 cây. Xe như mới rồi. Quá đẹp. Đẹp quá anh em ơi. Trên lệnh tầng nha anh em. Cái vỏ nó vẫn vẫn có gai gió nữa không? Gai gió còn. Vậy nó mới đúng nha anh em ha. Rất là chuẩn nha anh em. Vài ngàn cây cái vỏ nó phải như vậy mới đúng anh em ha. Xe này không có gì để quay đâu anh em, như mới rồi. Cái độ mới của nó như là trong hãng dắt ra anh em. 7 màu hết trơn em ơi. Không một vết chày luôn anh em ha. Xe này không có dán keo. Xe Sài Gòn không dán keo. Không làm như mới luôn anh em. Dưới nha anh em ha. Xe đẹp xe xấu là quay phần dưới anh em. Mình mới thấy rõ được cái chiếc xe. Cốp bát nè, cốp chống đứng nè anh em ha, chưa có đóng rồi. Còn cái dơ thì chuyện dơ thôi, không sao không. Quan trọng là cái chiếc xe có đúng hay không á anh em. Chân nó xù đó. Cây này, treo máy này.
tăng khỏi nói rồi, không tái như mới hết. Cổ bồ, anh nhìn cổ bồ biết chuyện anh em ha, vài ngàn cây cổ bồ đó nè, còn đang bung rồi. Mọi xe như mới rồi anh em ơi ha, quá là đẹp, không có gì để quay anh em ha, xe như mới. Lát sau mà sẽ quay cặp cánh bựng cho anh em xem có đúng đắt hay là không nha. Rồi siêu phẩm á, màu đen rất là đẹp, nhìn nó sang lắm anh em. 110 ha, phiên bản là đăng ký 2016, đời 2016 luôn nha anh em. Rồi, chung thì cũng đầy đủ là trong cái clip rồi anh em ha. Xe như mới không có gì để quay. Và xe này hình như là không ăn đổi nói rồi nha. Còn nguyên bản như trong hãng dắt ra, cặp kiến, cặp vỏ hai kìa đầy đủ hết. Em bẩn của em nói nha anh em. Trong 10 ha. Có cái tem này hơi bị rách chút xíu nha anh em. Này không ăn mua cái tem Honda dán lại cho anh em cũng được anh em. Không sao đâu anh em. Cái màu đúng của nó đó anh em ha. Đúng đời đúng đá hết. Có năm anh em. Còn những chiếc xe không ăn bán cho anh em đều bảo hành 20.000 cây. Và 1 năm sử dụng nha anh em ha. Bảo hành máy. Cũng giống như trong hãng nha anh em. Tuy rằng xe cũ ha, vẫn bảo hành cho anh em. Tất cả các xe bán tại cửa hàng đều được bảo hành 20.000 cây, kể cả xe mới, xe cũ, xe đi ít đi nhiều cũng vậy hết. Không ăn sàng lọc những con xe đều là theo một cái ba rem nó chuẩn rồi anh em. Xe đi nhiều cũng bảo hành 20.000 cây và xe đi ít cũng bảo hành 20.000 cây cho anh em. Những chiếc xe mà đăng clip vào đều được bảo hành 20.000 cây cho anh em mình chơi hết anh em. Bỏ máy thì khỏi bàn rồi ha. Vì cái máy nó chất lượng nó đỉnh thì mới bảo hành anh em 20.000 cây được anh em. Không thể đơn giản bảo hành cho anh em mình đi 20.000 cây đâu anh em. Cục máy đứng từ xa để em ru anh em ha. Xe chất lượng nó phải như vậy. Khi mình để gần nó sẽ có những cái tiếng xào động cơ khi mình quay clip gần. Xe nào cũng vậy hết nha anh em. Mong anh em mình đừng có bình luận những cái tiêu cực ha. Cố tình cố ý là Hồng An sẽ up khỏi kênh nha anh em ha. Rồi đây địa chỉ xe máy Hồng An nha anh em. Rồi bye bye cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới đầu tuần vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Bye bye.